Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, vợ của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã bị công an mời làm việc. Vào hôm 20 tháng 6, trên trang cá nhân của bà Nguyễn Thị Tình là vợ của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, có xuất hiện hình ảnh chụp lại tờ giấy mời làm việc của công an tỉnh Đồng Tháp với lý do mơ hồ là trao đổi vụ việc. Trên giấy mời có ghi rõ ngày mà bà này phải có mặt, đó là ngày 25 tháng 6. Được biết trước đó, bà Tình có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về chuyến đi thăm chồng trong tù ngày 10 tháng 6. Liên quan đến vấn đề này, các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam cho rằng việc công an sách nhiễu bà Tình là do bà này hiện đang làm việc tại một trường đại học do nhà nước quản lý, chứ không phải làm nghề tự do như những người khác. Được biết, ông Nguyễn Năng Tĩnh, 44 tuổi, giáo viên dạy nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, đã bị tòa án ở thành phố Vinh tuyên án 11 năm tù với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá chế độ. Trong khi đó, giới xã hội dân sự cho biết, ông Tĩnh đã bị bắt giữ vì đã dám dạy học trò bài hát Trả lại cho dân của nhạc sĩ Việt Khang, một ca khúc bị cấm phổ biến tại Việt Nam vì có ca từ liên quan đến nhân quyền. Đã có kết luận cuối cùng về sinh vật lạ xuất hiện ở Quảng Trị. Liên quan đến thông tin phát hiện sinh vật lạ từ giếng nước tại một số gia đình ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Vào hôm 20 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã có những đánh giá ban đầu. Theo đó, tại các giếng nước này, giới hữu trách ghi nhận nước rất đục. Với 20 lít mẫu nước được đem đi xét nghiệm, có 2 loại sinh vật khoảng 10 con. Trong đó, loại 1 có hình dạng nhỏ và dẹt, loại 2 có hình dạng nhỏ và tròn. Khi sử dụng chloramin B với nồng độ khử trùng nước sinh hoạt, thì hai loại sinh vật này không sống nổi. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau kiểm tra lại thì cho kết quả khác. Loại 1 không phát hiện được nữa, còn loại 2 thì vẫn còn sống. Do đó, với kiến thức chuyên môn, giới hữu trách nhận định đây chỉ là loại dung nước và sáng lông, thường sống trong môi trường nước và không gây bệnh cho con người. Một cây cầu thuộc tỉnh Bình Định vừa được xây dựng hoàn tất gây thất vọng cho người dân. Sau thời gian nóng lòng chờ đợi, cầu Thiết Tràng ở thị xã An Nhơn cũng đã hoàn tất. Thế nhưng, điều đáng nói là hiện nay hầu hết người dân đều không dám sử dụng để đi lại do thiết kế của cây cầu này được cho là không an toàn. Tin cho biết cầu Thiết Tràng dài 120 mét được khởi công xây dựng từ năm 2019 với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Ghi nhận hiện nay, cầu đã tạm hoàn thành nên người dân có thể đi lại. Thế nhưng do thiết kế quá cao, đường dẫn vào cầu ở phía Bắc có góc cua vòng vèo rất khó đi. Cùng với đó là độ dốc lớn nên rất dễ gây tai nạn. Đặc biệt là vào ban đêm, người dân đã phản ánh về một số hạng mục còn dở dang nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy có sự phản hồi từ giới hữu trách. Liên quan đến vấn đề này, chính quyền địa phương thừa nhận phản ánh của người dân là đúng bởi lúc khảo sát thiết kế, chính quyền đã không được tham gia góp ý kiến mà chỉ được giao trách nhiệm trong việc giải tỏa mặt bằng và sau đó thì phải bàn giao lại hoàn toàn cho công ty thi công. Ba người đã bị thiệt mạng trong một vụ truy sát tại Điện Biên. Bị đòi nợ, một người đàn ông đã dùng dao truy sát vợ chồng chủ nợ, rồi sau đó quay về nhà tự tử. Hôm 21 tháng 6, chính quyền ở huyện Tuần Giáo xác nhận thông tin trên và cho biết ba người vừa bị thiệt mạng bao gồm vợ chồng bà Trần Thị Thu, 40 tuổi và ông Nguyễn Khánh Trung, 53 tuổi. Người còn lại là ông Đàm Văn Lực, 57 tuổi. Cả ba người này cùng cư ngụ tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 6. Vào thời điểm này, vợ chồng ông Trung được cho là đã dẫn theo nhiều người lạ đến nhà ông Lực để đòi nợ. Ông Lực mở cổng cho ông Trung vào nhà rồi đóng lại. Sau đó lấy hai con dao nhọn dài khoảng 30cm đâm hai nhát vào người ông Trung, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Tiếp theo, ông Lực mở cửa cầm theo dao dính đầy máu truy đuổi bà Thu đến mảnh ruộng đối diện, cách nhà khoảng 30m rồi đâm chết tại chỗ. Sau đó, ông Lực quay trở về nhà rồi dùng dao tự tử. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do mâu thuẫn về nợ nần. Tại hiện trường, công an thu giữ được tờ giấy cho vay nợ với tổng số tiền 1.57 tỷ đồng. Chuyển sang bản tin giải trí cho biết, lễ trao giải Critics' Choice Awards được dời sang tháng 3. Nhiều sự kiện lớn ở Hollywood đã bị đảo lộn kể từ khi bùng phát đại dịch gây suy hô hấp COVID-19. Và mới đây nhất là lịch trình tổ chức lễ trao giải Critics' Choice Awards. Sự kiện này nay đã được dời sang ngày 7 tháng 3 thay vì tháng 2 như trong truyền thống.
Trước đó, Viện Hàn Lâm Điện Ảnh cũng tuyên bố dời lễ trao giải Oscar năm 2021 sang ngày 25 tháng 4. Đây là năm thứ ba liên tiếp nam diễn viên kiêm ca sĩ Thầy Deep được mời làm người điều hợp tại lễ trao giải Critics' Choice Award, nơi vinh danh những bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Chương trình sẽ được phát trên đài CW. Trong khi đó, thì Hollywood cũng công bố danh sách những người được lưu danh trên đại lộ danh vọng vào năm 2021 sắp tới đây. Sẽ có thêm nhiều người được lưu danh trên đại lộ danh vọng Hollywood Walk of Fame vào năm tới. Vào ngày thứ Năm, ngày 18 tháng 6, thì ủy ban này đã công bố danh sách những người sắp được khắc tên ở các hạng mục như Motion Pictures, phim truyền hình và âm nhạc. Nam diễn viên người Anh Quốc David Cumberbatch, nữ minh tinh người Hoa Kỳ Courteney Fox và ban nhạc Shop the Biba là vài người trong số các nhân vật sẽ được gắn sao. Ngoài ra, ban tổ chức còn vinh danh luôn cả những nghệ sĩ đã quá cố như là Charlie Parker, Luciano Pavarotti và Albert Wilson. Bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin buổi tối cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.